Rồi, Đại Cô Gái Bình Mỹ Bắc Tân Nguyên Bình Dương xin chào anh em đam mê cô gái ha. Thì hồi nãy cái clip 304 thì là tính có một cái clip đăng bán thịt chim nhưng mà sẵn còn mấy cặp thấy đen đây cũng em cũng lên luôn. Đây là 4 rồi 10 14 con 7 cặp ha. 14 con 7 cặp này thì nãy chúng khi đi thì hên hồi qua em cũng đem một lô cua khái đen nó xuống đơn vị rồi. Nên là ngay cơ quan sẵn mai cũng giao được cho anh Ân ở ngã ba Bình Phú, anh cũng lấy được. Thì nó chim thì tổng quan chim khỏe mạnh hết ha, đang đúng cường hết. Anh em để ý ha, con chim nào mà nó ăn không đủ là tối nó sẽ sù lông đó, còn con chim em thì nó ăn tối nó ôm lông ha. Thì ảnh nói anh gửi về ngã ba Bình Phú ở Càng Long Trà Vinh cho ảnh một cặp đó. Thì giờ em làm clip em bắt em gửi chim cho ảnh coi, thay vì em gửi clip cho ảnh cảnh bắt chim thì em gửi chim cho ảnh qua YouTube luôn, mong ảnh xem được ha. Đó thì ngày mai ảnh chủ động ảnh nhận đó. Còn chim thì bây giờ em sẽ đóng thùng em gửi cho ảnh đó. Hiện tại còn 7 cặp thì ngày mai là giao một cặp cho anh ở quận 9 Mang Thiện quận 9, rồi trưa có một anh nữa là ở ở Thuận An lên đây lấy. Đấy, trong đây là còn 14 con là 7 cặp, thì giờ giao một cặp là còn 6 cặp. Ngày mai giao 2 cặp là còn 4 cặp. Và bước kia sắp xếp giao cho anh ở Dĩ An một cặp nữa thì còn 3 cặp. Và một cặp anh ở Sóc Trăng nữa. Đó thì anh hẹn thứ 2, thứ 3 gửi cho anh là còn 2 cặp. Đó thì anh em nào đúng còn đúng 2 cặp nữa. Đó, chim thì đánh dấu dây rút đàng hoàng thì này là bao chuẩn cặp cho anh em, không có nhầm lẫn được đâu. Đánh dấu dây rút thì lúc mà chim nằm ổ xong là chuẩn bị tách mẹ bố mẹ là thả vô chung thì nó không nhầm lẫn được đâu anh em. Đó, thì anh em yên tâm. Thứ nhất là sức khỏe, thứ hai là chim của em thì đó, bảo hành đàng hoàng, nó chuẩn cặp. Chuẩn cặp thì chắc chắn là khả năng cao là hầu như là 100% là một trống một mái rồi. Còn tỷ lệ ra hai trống hai mái rồi không biết gọi là may mắn hay là xui nữa. Nếu mà gặp hai trống thì gọi là may mắn, nhưng mà gặp hai mái thì nó cũng hơi xui rồi anh em. Nhưng mà tỷ lệ đó rất là thấp nha anh em. Anh em nào chơi cu cũng hiểu, như bồ câu rồi cũng vậy, ít khi ra là hai mái hoặc hai trống lắm, thường thường là ra một trống một mái đó. Rồi em sẽ bắt nha anh em, em xin tạm dừng clip đây rồi em sẽ bắt chim. Dây rút đen vàng ha, đen vàng bên chân trái. Đen vàng bên chân trái. Rồi, chân trái luôn. Đen vàng chân trái ha. Rồi, con chim này nó có phải gọi là sư tổ rồi. Nó phải trên 3 tháng ha. Chà bá luôn, ôm không hết. Đó thì sẽ gửi về cho anh Ân ở ngã ba Bình Phú Trà Vinh nha. Rồi để em dám mà kêu cái. Rồi ha, đóng thùng xong cho anh Ân ha, anh Ân ngã ba Bình Phú ở Càng Long Trà Vinh nha. Số điện thoại 0343239302 nha, 30 phút gọi trước. Về lỗ thì khoét như vậy thì anh em yên tâm ha, không bao giờ có cái rủi ro ha. Đó, chim hai con này, con ra cườm luôn rồi. Đó, và một con đang bú cơm. Đây rồi, sẵn em đây còn 4 con ma lai lẻ ha. Nè, ngực trẻ nữa, tướng cá rất là ok luôn. Tướng này cũng mấy con này thì nhỏ tuổi hơn mấy con thái đen nó một chút. Để báo giá luôn là 4 con này là đã ăn cứng hết rồi nha anh em. Nè, em bắt từng con cho anh em coi, đó, rất là bự. Đó, bụng nhiều cứng ngắc luôn. Mấy cái con này hồi trước em không có đeo khoen, nhưng em bảo đảm cho anh em là chim ma lai nhà đủ ra nha. 4 con này thì em bán là 1,5 triệu nha. Trong đây khả năng là cao là có một con trống, chắc chắn có một con trống rồi. Tại vì em thấy cái mắt của nó có một cái đặc biệt, đó là nó méo hơn, cái tròng đen của nó méo hơn những cái con khác. Thì em khả năng là em thấy ở con đó khả năng là con trống rồi. Đó. Thứ hai là cái 4 con này thì hồi bữa em có chốt cho anh kia, nhưng mà nó là chốt bằng miệng thôi. Thì em đã nói với anh là chốt thì anh phải đặt cọc một chút, còn không thì em bán cho người khác thì anh cứ nói yên tâm đi anh sẽ lấy, nhưng mà em gọi cho anh thì anh không có nghe máy và cũng không có trả lời, thì thôi em đăng lên đây luôn. Anh em nào có nhu cầu mua 4 con này thì em bán là 1,5 triệu nha, ăn cứng. Chim này anh em thả vi là ok hết. Trước khi bán cho anh em thì em sẽ lấy dây rút có số, em sẽ đeo vào và
đánh dấu bảo đảm là chim của em nhé, cho anh em yên tâm không thành vấn đề đó. Thì anh em nào có nhu cầu mua 4 con này thì liên hệ em, tại vì hết tuần này là em ngày tuần sau là ngày 6 tháng 11 là em nghỉ phép rồi. Em cũng không để cơ quan đó, em đem về em thả vi luôn, là em hút đó em không bán nữa. Bây giờ đến nói chung là 7 ngày nữa, là trong vòng 7 ngày nữa anh em nào chốt không chốt thì em đem thả vi luôn, chứ em không bán cho cái 4 con này nữa nha. Đó. Chim thì đảm bảo là chim nhà em đổ ra chứ không có phải là chim tầm bậy tầm bạ, nên là anh em yên tâm nha. Rồi, cuối clip xin chúc anh em nhiều sức khỏe, chúc anh em một buổi tối thật vui vẻ. Anh em nào có nhu cầu mua chim thì hãy liên hệ em, số điện thoại 0369602545. Em ở Bình Mỹ, Bắc Tân Nguyên, Bình Dương. Địa chỉ em ở cơ quan em làm việc ở 729 Phú Lợi, Thủ Dầu Một, Bình Dương nha. Anh em nào ở gần thì lại lấy chim cho nó tiện. Rồi anh em nào có chưa đăng ký kênh thì vui lòng cho em xin một đăng ký kênh để mình tương tác với nhau nha anh em. Cái kênh này càng phát triển và mình có, khi em đăng clip lên thì anh em nào có để thấy để mình sở hữu những chú chim yêu quý nha. Cảm ơn anh em đã xem clip. Xin chân thành cảm ơn anh em.